Xin chào anh em, hiện tại tôi đang có mặt ở vị trí là quận Hà Đông, đây là Hà Trình 1. Tôi đang có mặt cái dự án đó là chung cư mini với những cái bất động sản dòng tiền. Với cái tổng diện tích mặt bằng đó là 71 m², có 17 phòng cho thuê khép kín và có các xếp. Đây là hiện tại tôi đang cái giai đoạn này, cũng đang giai đoạn hoàn thiện cuối cùng của cái dự án này. Đây, mời anh em tham quan. Đặc điểm của cái dự án này nó rất tuyệt vời là có hai cái mặt thoáng, mặt trước và mặt sau, và bố trí cái không gian với cả cái mặt bằng này, cái diện tích này rất phù hợp cho những người thuê ở đây. Nó thoáng và sáng và cái diện tích vừa đủ để cho không gian sinh sống ở đây. Ở trên đây là vị trí gác xếp. Mời anh em cùng đi theo tôi đến những cái tầng và những cái phòng khác nhau. Hiện tại tôi đang đứng ở tầng 5 của dự án này. Tầng 5 này cơ bản cái phần hoàn thiện, phần thô cũng đang giai đoạn gấp rút hoàn thành. Đây, mời anh em tham quan. Đây, ở đây mới anh em mới lắp sàn xong. Tiếp tới lên tầng 6. Hiện tại anh em đang hoàn thiện từ trên xuống. Đây là tầng 6. Về cái dự án này có cái hai mặt thoáng là rất đẹp. Cái vị trí kia là tuyệt vời, nó đối diện với cả khu vực đó là đường Phùng Hưng này, viện 103 này. Vị trí đây là rất trung tâm, thuận tiện cho những cái vị trí người ta thuê mà để đi làm và học tập. View rất đẹp thoáng. Đây, mời anh em tham quan một cái nhà vệ sinh điển hình. Đặc biệt ở đây là có mà trích ra một cái ô này rất tuyệt vời, tôi thấy rất công năng, tối ưu nó là ô lấy sáng. Gần như tất cả các phòng đều có ô lấy sáng và thoáng không khí được lưu thông cho tất cả các phòng. Nhất là cái chỗ phần trên tường thì tôi thấy trích cho một cái phần ánh sáng. Thiết kế tôi thấy đây là một thiết kế rất tối ưu. Đây là khu vực cửa thang máy toàn nhà. Kia là tầng 7 tung. Đặc biệt ở đây tôi thấy lựa chọn cái gạch cũng rất đẹp, đó là gạch thì nó vân mây màu trắng, nó giả móc bồ đấy các bạn, trông tạo cảm giác rất sang. Tất cả các phòng đều có mặt thoáng này, đón gió và đón không khí. Xin cảm ơn anh em đã dành thời gian và lắng nghe video của tôi, và hẹn anh em đến những cái video tiếp theo về những cái bất động sản dòng tiền tiếp theo để mời anh em tham quan.